Ý tưởng có thể khiến ông mất 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm nếu được thông qua. Thượng nghị sĩ John Wyden, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, ngày 27 tháng 10 công bố đề xuất thuế tỷ phú, nhằm áp thuế với khoảng 700 người giàu nhất nước Mỹ để tài trợ cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em. Gia hạn tín thuế trẻ em, tín dụng thuế cho cha mẹ có con cái phụ thuộc mà Tổng thống Joe Biden thúc đẩy. Một phân tích mới của nhà kinh tế Gabriel Zucman chỉ ra tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla, có thể phải đối mặt khoản thuế lên tới 50 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm đầu thực hiện chính sách thuế tỷ phú ở Mỹ. CEO Tesla đã chỉ trích đề xuất của Wyden. Cuối cùng, khi họ tiêu hết tiền của những người khác, họ sẽ tìm đến bạn, Musk viết trên Twitter thêm rằng khu vực tư nhân có thể quản lý phân bổ tài sản tốt hơn chính phủ. Trong khi đó, Wyden cho rằng đề xuất thuế tỷ phú là công bằng, bởi những người giàu nhất nước Mỹ, nhóm có thể kiếm được gần 2.000 tỷ đô la Mỹ trong thời kỳ đại dịch nên đóng góp phần xứng đáng với thu nhập của họ. Những người cố gắng cản trở là những người đang cố tìm cách tránh nộp thuế, thượng nghị sĩ Wyden chỉ trích lại Musk. Tuy nhiên, đề xuất thuế vấp phải sự phản đối từ các thành viên Cộng hòa ở Thượng viện khi cho rằng nó sẽ ngăn cản sự đổi mới và lập nghiệp. Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell gọi đây là kế hoạch nông nổi. Một số thượng nghị sĩ dân chủ cũng không ủng hộ ý tưởng này. Elon Musk hiện là tỷ phú giàu nhất thế giới với tài sản lên tới hơn 288 tỷ đô la Mỹ. Tài sản của ông đã tăng 36 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một ngày, sau khi công ty cho thuê xe hơi hết thông báo mua 100.000 xe điện do Tesla sản xuất. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!